Hello các bạn, chào mừng các bạn tới kênh của mình J Travel và Fishing. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi câu cá, nhưng mà không phải là câu cá trong bờ như mọi lần mình quay nữa, mà hôm nay mình sẽ đi ra biển khơi để câu cá. Thì hôm nay mình đi với một người bạn thân của mình, đó là Trung. Khi có một chiếc tàu khoảng chừng 28 feet, thì hôm nay sẽ kéo ra. Trời rất là đẹp, hôm nay mình sẽ kéo ra biển khơi ở dưới cách bờ khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng lái tàu ra ngoài. Thì mình mời các bạn cùng tụi mình đi ra ngoài xem thử coi mình câu được loại cá gì ngoài ngoài biển khơi bữa hôm nay. Mainly hôm nay thì mình đi thì mình sẽ hopefully mình sẽ bắt được những con red snapper, là cá diêu hồng, nó hình như là vậy. Hy vọng có thêm những vài chú cá chim nhỏ nhỏ. Ok, mình mời các bạn cùng tụi mình đi ra ngoài biển khơi để câu cá như thế nào nhé. Các bạn sẵn sàng đi chưa? Mình thì sẵn sàng đó. Let's go. Cá này bà con. Cá chưa? À, cá lội sát mặt nước vậy đó. Không, mình đang quay phim. Thấy cá chưa? Nè. Cá lội sát mặt nước luôn đó. Cá chim không? Câu mấy chút là đầy khu lờ rồi. Nào vô con. Chưa. Quá trời cá luôn. Cá này còn gì câu chài cũng dính nữa. Nhảy xuống bắt không. Cá nhỏ quá à. Chịu khó lấy đầu nha, nhỏ không? Ồ. To hả? Đem lên là biết. Come on, baby. Lên đi, nặng đó, red snapper rồi. Yep, red right, see, đấy. Con này đủ size không? Con này đủ size không? Nè nè nè, đây là con cá đầu tiên của anh em chúng tôi nha. Đủ không? Hôm nay cô Hiếu là bắt được mở màn con cá đầu tiên. Không tới quá. Bình minh trên vàng khoan. Dữ. Còn mấy con này tí mình dính chưa? Dính. Điểm lên coi, bự cái nào. Đó là xế đúng rồi, red snapper. Oh, that's huge. Oh. That's huge. Yeah, that's huge. Keeper. That's keeper. That's keeper. Chạy ra đây chơi quá ha. Chiếc nhỏ vậy chạy ra tới đây ha. Chiếc mình đâu có tắm được. Mình là còn. Nó chạy muốn ở kia chứ. Ở đây sắp đây quá mà. Nó chạy muốn nó câu gì đó, lết lết lết. Nó mỏi ra tới đó. Nãy anh Đức lắm Đức, Đức hai con gì? Hả? Con nhìn thấy cái to quá trời. Thank you.
Yeah. Jump aside.